Công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam được thành lập năm 2001 là một doanh nghiệp chế xuất. Chúng tôi cung cấp các linh kiện ô tô tới các khách hàng trên toàn thế giới. Toàn thể nhân viên luôn thực hiện cải tiến không ngừng để hướng tới mục tiêu chi phí cạnh tranh số 1 thế giới và Denso chất lượng và an toàn là số 1. Nhờ những nỗ lực đó, chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Denso cũng là một doanh nghiệp dẫn đầu trong việc áp dụng chuyển đổi số nhằm mang lại cho nhân viên một môi trường làm việc thoải mái và thuận tiện nhất. DX はIndustry 4.0 の中核でございまして、弊社におきましては2つの部分に DX を活用していきたいと思っております。1つ目はお客様に対してということで、新たな価値を創造しお届けしたい。そして2つ目は社内に対してということで、働き方変革につなげていきたいというふうに思っております。ただ、DX を推進にあたって、従業員の生の声を聞いてみると、DX に対する抵抗感、そして不安というものがございましたので、まずは身近なランチをテーマに、DX の理解活動を進めてきました。結果としまして、DX の嬉しさを実感することで、DX に対する理解が深まって、DX に対する敷居も下げることができました。今後は全員参加で DX の活動を加速して、働き方変革、そして新たな価値の創造、これにつなげていきたいと思っております。Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành kinh tế, chúng tôi mong muốn xây dựng một Denso xanh, sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, chúng tôi đã lựa chọn căng tin là nơi hoạt động cho lần này. Căng tin là nơi mà cung cấp hàng nghìn suất ăn cho nhân viên. Chính vì thế mà việc lãng phí thức ăn là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi muốn tìm ra những nguyên nhân gốc rễ để có thể giải quyết vấn đề này. Theo đề xuất của FPT thì chúng tôi đã phân tích dữ liệu và phát hiện ra rằng cái việc lãng phí thức ăn này lại xuất phát từ việc lên thực đơn mỗi ngày. Và cũng theo đề xuất của FPT thì chúng tôi đã sử dụng AI nhận diện khuôn mặt để có thể giải quyết vấn đề này. Từ bây giờ trở đi thì hàng ngày nhân viên có thể lựa chọn thức ăn mà mình yêu thích. Việc lựa chọn này sẽ được ghi chép lại bởi công nghệ nhận diện khuôn mặt và nhận diện thức ăn đã lựa chọn. Từ đó thì chúng tôi sẽ điều chỉnh thực đơn phù hợp với cả khẩu vị của nhân viên. Việc phân tích hệ thống đã giúp chúng tôi lập kế hoạch bữa ăn một cách hiệu quả hơn. Thực đơn dường như hợp khẩu vị hơn với nhân viên. Chính vì vậy mà lượng thực phẩm thừa đã giảm tới 34%. Con số cao hơn khá là nhiều so với khi thiết lập dự án là từ 10 đến 20%. Bên cạnh đó thì chức năng đánh giá tự động sau ăn cũng nhận được những phản hồi tích cực từ phía nhân viên. Việc tích hợp dữ liệu tự động với hệ thống chấm công đã giúp chúng tôi giảm thời gian xử lý khi có sự thay đổi về nhân sự trong ngày. Điều này trước đây chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian để kết nối, thu thập và thông báo đến phòng chức năng. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn phù hợp với khẩu vị của mình so với việc ăn theo thực đơn đã có sẵn trước đây. Tính năng nhận diện khuôn mặt cho phép chúng tôi tiết kiệm được thời gian khi đi ăn và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi có thể đánh giá được chất lượng của suất ăn ngay sau khi kết thúc bữa ăn. Chúng tôi rất là vui khi được làm việc với FPT. Đặc biệt ấn tượng là tư duy lấy người tiêu dùng làm trung tâm của họ. Khi mà chúng tôi bày tỏ quan điểm về việc lãng phí thực phẩm thì họ đã ngay lập tức tiến hành điều tra và đưa ra những cái giải pháp với việc phân tích ưu nhược điểm rõ ràng, từ đó mà chúng tôi có thể lựa chọn được những cái giải pháp phù hợp cho mình. Chuyển đổi số là một thách thức. Tôi nghĩ rằng FPT Software là một đối tác phù hợp cho các công ty trên hành trình chuyển đổi số. 御社とは様々な分野で協業しておりますが、パートナーシップを拡大する余地というものはまだまだございます。私たちは正規なく働き方変革をしていこうと思っておりますし、従業員もですね、DX の価値に気づきまして、どんどん入れていきたい、そしてより付加価値の高い仕事にシフトしていきたいというふうに言っております。今後は生産エリアだけでなく、カンカン部門にも拡大していきたいと考えております。